Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Hàn Quốc của tác giả Dương Hành Triệt do Thúy Hương dịch. Chương 14. Loài chim ăn thịt người. Chim cú Moka là một loài chim trong truyền thuyết của Ấn Độ. Cảnh chiến loạn triền miền vào cuối thời đế quốc Maurya đã gây ra một đợt dịch bệnh khủng khiếp. Những nơi bệnh dịch hoành hành đều xuất hiện một loài chim mình xanh màu vàng, liên tục phát ra tiếng kêu moka moka nhưng thật kỳ lạ chim cú Moca xuất hiện ở đâu cho dù bệnh dịch có ghê gớm cỡ nào cũng biến mất trong vòng 7 ngày truyền thuyết kể rằng kiếp trước của chim cú moka là một thiếu nữ xinh đẹp cô bị chết oan thi thể không được táng xuống sông hằng linh hồn không thể siêu thoát oán khí hóa thành quỷ giữ ấm vào con chim bay đi khắp nơi tìm kẻ thù của kiếp trước một Bê tu một tay bám vách đá, một tay quệt mồ hôi trên trán, lấy hơi rồi đạp lên đá leo tiếc. Gió núi lạnh lẽo thổi quần áo bay phần phật. Anh vui vẻ nhìn xuống hét lớn: "Moka, anh trèo lên được rồi." Tiếng vọng cứ quanh quẩn mãi trong dãy núi, lặp đi lặp lại. Moka dậm chân, khum hai tay bắc lên miệng. Ba tu cẩn thận đấy. Ba tu cười, rồi rút cây cuốc chim dắt ngang hông, đào lấy một cụm cây có bảy lá quả màu đỏ tươi rồi đưa lên mũi người, thơm quá. Mô ca ngả mặt nhìn ba tu bám kẽ đá từ trên đỉnh vách trèo xuống. Tuy quả tim như treo ngược, nhưng cô không dám lên tiếng vì sợ sẽ khiến ba tu phân tâm. Thấy người yêu cách mặt đất mỗi lúc một gần, nỗi lo trong cô mới từ từ xẹp xuống. Á, à, Batu ba tu bỗng rú lên, tuột tay rơi xuống, ngã phịch xuống đất. Mô ca hét lên thất thanh, trái tim thắt lại. Cô chạy ngay tới, hoảng hốt lay vai Ba Tu, ba. Ba Tu, anh tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ. Ba Tu hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động, nước mắt mô ca trào ra giàn rùa. Cô nắm lấy cổ tay anh rồi bất chợt đứng phát dậy, ngoát người bỏ đi. Ba Tu nhổm dậy, mô sao em lại bỏ anh đi thế? Anh mà còn giờ trò này nữa thì cả đời này em chẳng thèm nhìn đến anh nữa đâu. Mô co chân chảy, quẳng lại một câu giận dỗi. Thôi, em hãy vì anh đã chảy được quả bà la mà tha cho anh một lần nhé. Nếu chồng sống được nó sẽ cứu được rất nhiều người đấy. Mô ca đấng lại, giàn dỗi, ba tu, anh có biết vừa nãy anh làm em sợ lắm không? Anh xin lỗi, ba tu dối rít. từ giờ anh sẽ không đùa trò này nữa. Thật không đấy? Tất nhiên, nếu anh nói dối, anh sẽ moi tim ra cho em xem. Anh lại nói linh tinh gì thế? trong thung lũng hoang vắng ríu rít tiếng chim hót dưới ánh mặt trời bóng của hai người đổ dài từ từ ngả vào nhau hai về ể tới làng mô ca nhanh chóng ra vườn ươm cẩn thận trồng cây bà la xuống rồi hái một ít thảo dược đem về ba tu chăm chỉ gánh nước cày ruộng mãi tới chiều mới xuống núi vác quốc về làng đi qua bãi tha ma ba tu vẫn thấy thấp thỏm trong lòng trước đây trong thời chiến tranh triền miên một đám nô lệ bỏ trốn đã phát hiện ra mảnh đất xa xôi hẻo lánh này và một ngôi làng không có người ở, bèn định cư luôn ở đây. Lâu dần, người ngày càng đông đúc, đã trở thành một ngôi làng. Giữa làng và cánh đồng có một bãi tha ma không biết từ bao giờ. Có lẽ những người định cư trước đây vì không muốn để lộ tung tích nên đã chôn người chết ở chỗ này chứ không dám mang đi thủy táng. Nghe ông cụ cao tuổi nhất làng là Đa San kể rằng, bãi tha ma này thường xảy ra những chuyện đáng sợ. Như một tối nọ, Kiran uống qua chén rồi ngật ngưỡng đi ra khỏi làng. Lúc tỉnh rượu, đã là nửa đêm, anh ta nhận ra mình đang nằm trèo queo trên một môi mộ thì sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc ấy, anh ta nhìn thấy một người đi qua đi lại trong bãi tha ma rồi vụt biến mất. Kiran sợ quá chạy bán sông bán chết về làng, nhưng ngôi làng ở ngay trước mặt mà chạy mãi chạy mãi không tới nơi. Đến tận ngày hôm sau, khi dân làng phát hiện ra anh ta, anh ta vẫn đang chạy quanh bãi Tha Ma, gót chân chảy trụa cả. Kiran được dân làng đưa về, nằm mê man suốt một ngày một đêm, người lúc nóng lúc lạnh, ngay cả thầy lang giỏi nhất làng, tức ông Anham, cha của Moka, cũng đành bó tay. Sốt ruột trước bệnh tình của Kiran, ông Anham bất chấp lời can ngăn của dân làng, quyết định ra bãi Tha Ma xem thử. Kết quả ông đi rồi không thấy quay trở lại nữa. Dân làng cử ra mười mấy chai tráng bạo gan nhất, vào giữa trưa nắng nóng khiêng theo tượng thần Shiva ra bãi tha ma tìm Anham, nhưng chỉ nhìn thấy một vạt áo của Anham phía trước ngôi mộ mà không thấy người đâu. Đằng sau ngôi mộ có một cái lỗ rất to, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở phì phì từ bên trong phát ra. Dân làng đánh bảo lại gần, bất chợt từ trong lỗ bay ra một con chim toàn thân xanh biếc, trong miệng tha vài sợi tóc dân làng sợ quá chạy thẳng về làng mặc cho mô van xin thế nào cũng không ai dám quay trở lại bãi tha ma nữa vài hôm sau kiran bỗng nhiên khỏi bệnh mặc cho người khác gặng hỏi thế nào anh ta cũng không nói nửa lời mãi đến một lần uống say anh ta mới hòa khóc nói rằng tối hôm đó có người gọi tên mình sau đó thì không biết gì nữa Đà san nói đó là do người chết không được thủy táng xuống sông hằng oán khí hóa thành quỷ dữ Ám vào người trần để về với sông Hằng. An ham đến bãi Tha Ma là để thế mạng cho Kiran. Còn con chim kia là hóa thân của quỷ dữ, bay đến sông Hằng. Từ đó về sau, không có ai dám bén mảng tới bãi Tha Ma này. Lại càng chẳng ai dám nghĩ đến việc phá bỏ bãi Tha Ma. Để tỏ lòng biết ơn ham, dân làng đã chung tay nuôi Moka. Moka giờ đã lớn, trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng muốt lạ lùng mô ca thừa hưởng tài y thuật của cha rất được dân làng vì 3. ba ba tu không dám liếc mắt vào bãi tha ma hát to và đi thật nhanh về làng quỷ dị hữu càng ám vào người qua ánh mắt và tiếng hát có thể dọa cho ma quỷ sợ bỏ đi đi được vài bước bà tu bỗng loáng thoáng nghe thấy hình như có người đang nói chuyện rõ ràng anh là người cuối cùng rời khỏi cánh đồng làm gì còn ai nữa bà tu hoặc sợ càng hát to hơn bước đi nhanh hơn. Thình lình, có vật gì đó chụp lấy cổ chân anh, khiến anh ngã sấp. Vừa định bò dậy, bỗng nghe thấy có tiếng kêu vọng ra từ bãi tha ma, cứu tôi ra với. Anh liếc vào bãi tha ma, thấy một bàn tay đen đúa, gầy trơ như cái cẳng gà thọc lên khỏi mộ, cố sốc bới đất, cái đầu đã từ từ nhô lên. Bộ mặt đen xì dính đầy bùn và máu, mũi dập nát, chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm. Bà Tu sợ hãi kêu rú lên, không biết lấy đâu ra sức lực, cắm đầu chạy như bay về làng. Nghe anh kể lại, Đa Sa lập tức triệu tập cả làng lại, ra lệnh tuyệt đối không được tới gần bãi Tha Ma, phải chờ nửa tháng sau làm lễ cúng nữ thần Saraswati, cầu thần linh che chở rồi mới được ra bãi Tha Ma trừng trị ác quỷ. Nhưng Mô cứ nặng nặc đòi ra bãi Tha Ma xem thử. Dân làng biết cô vẫn tin cha mình chưa chết nên có người xuất hiện ở bãi tha ma, cô rất quan tâm. Dân làng ít nhiều đều đã từng mắc bệnh và được mô tận tình chữa trị nên rất kính nể cô. Sự kiên quyết của cô khiến Dasan San đành phải nhượng bộ, cử ra hơn hai chục người bạo gan ra bãi tha ma xem thử. Rất nhiều người mang ơn mô đều chủ động xin đi, nhưng Ba Tu lại lặng lẽ lần ra phía sau đám đông. Mãi đến khi ánh mắt cầu cứu của Moka hướng về phía anh, anh mới trần trừ rồi bước ra đoàn người đi tới bãi tha ma ba tu đề nghị để an toàn anh sẽ đi cùng mô ở cuối đoàn có lẽ ban ngày người đông dương khí thịnh nên khi đến bãi tha ma họ chẳng gặp chuyện gì kỳ quái nhìn thấy quỷ dữ ngoài mô có hơi thất vọng tất cả mọi người đều thở phào ba tu cười ngượng nghịu đó chỉ là một tên lính toàn thân lở loét mặc bộ áo giáp rách bươm dân làng tốt bụng bất chấp mùi hôi hám trên người tên lính khiêng về làng để moka chạy chữa cho anh ta nhưng người lính bị thương rất nặng lại mắc phải căn bệnh quái ác mà moka chưa gặp bao giờ 4. Kahi hi ốc cụ da san tới nơi moka đang cho mày ngồi thẫn thờ nhìn vườn cây thuốc có chữa được không moka bùng tỉnh, kính cẩn nói vết thương chỉ vài ngày là khỏi nhưng anh ta còn mắc một căn bệnh mà con chưa từng gặp không biết phải dùng thuốc gì lẽ nào đến Môca mà cũng phải bó tay? Da San ngạc nhiên. Bao nhiêu năm qua đều nhờ vào An Ham và con để cứu cả làng này khỏi các loại bệnh tật kia mà. Môca nhổ cây kim ngân hoa quấn vào ngón tay. Ông Da San, có phải cha con đã chết thật không? Ta mong là ông ấy chưa chết. Da San thở dài. Cha con là người tốt. Ta thường ngồi ở cổng làng ước mong có thể nhìn thấy ông ấy gùi so thuốc trở về, giống như lần đầu tiên ta gặp ông ấy nhưng lúc đó trong sọt thuốc lại là con. Cảm ơn ông, Moka cắn môi, thực ra con hiểu, nhưng con không muốn chấp nhận. Có hôm nửa đêm tỉnh dậy, con cảm thấy cha đang đứng ngoài cửa sổ, có lẽ là vì con quá nhớ cha. Nói rồi Moka cắm cúi nhổ cây thuốc, Đà Sơn đứng nhìn cô, chợt liếc thấy bộ áo giáp rách bươm của tên lính. Ông bàng hoàng như nhìn thấy ác quỷ, nghiêm giọng hỏi, đây là áo giáp của tên lính phải không? moka ngạc nhiên thấp thỏm đáp vâng không được cứu người này da san kêu lên ông da san chẳng phải ông nói bất kỳ ai chạy tới đây cũng đều là người thân của chúng ta phải chăm sóc tử tế cho họ sao moka ngạc nhiên hỏi nhưng hắn không phải là người hắn là ma quỷ da san hét lớn mấy người dân nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy tới da san mặt tái nhợt sợ hãi giải thích trên áo giáp có một vầng trăng khuyết đó là dấu hiệu của người Nguyệt Dây Pi Chi sao? Họ xâm lược đất nước của chúng ta, thiêu đốt nhà cửa, làm nhục phụ nữ, coi chúng ta như loài xúc sinh mà chém giết bừa bãi. Hắn là kẻ thù của chúng ta, loại người này làm sao mà cứu được? Đa số dân làng đều rời bỏ quê hương trước khi chiến tranh xảy ra, chưa từng nhìn thấy quân Nguyệt Chi, nhưng đều căm thù người Nguyệt Chi đến tận xương tùy. Đa chưa nói hết câu, mấy thanh niên đã kích động hét lên, hãy thiêu chết hắn hãy bắt hắn đền tội tiếng la ó phẫn nộ vang lên như sấm dậy như muốn xô đổ căn nhà nhỏ của mô nhưng anh ta là bệnh nhân giọng của mô nhanh chóng bị át đi chẳng ai thèm quan tâm đến cô dân làng bị lòng thù hận thiêu đốt ào vào ngôi nhà trói nghiến người lính lại kéo lê đi máu me quét thành vệt trên mặt đất mô ca không biết chiến tranh là gì nên không hiểu tại sao dân làng lại kích động đến vậy tình thương của thầy thuốc vẫn khiến cô ra sức can ngăn nhưng một cô gái chân yếu tay mềm đâu có thể làm được gì trong lúc này ba tu mắt đỏ ngầu cầm gậy đập thẳng vào đôi chân lở loét của người lính khiến máu thịt bắn tung tóe mô ca và rớt lại đằng sau hét lên ba tu anh ta là bệnh nhân kia mà hắn là ma quỷ đã giết chết người thân của chúng ta Bà Tu giận dữ gầm lên, bỏ ngoài tay lời của Mô Hãy dùng hắn hiến tế linh hồn người thân của chúng ta. Đa sân nước mắt giàn rủa Hãy để cho thể xác của hắn nếm trải sự đau đớn mà người thân chúng ta đã phải hứng chịu. Dân làng dựng một cây cột giữa quảng trường. Người lính Nguyệt Chi đã ngất lịm bị choi nghiến vào cột, đầu gục xuống, toàn thân máu ngủ bê bết. Rồi người ta khiêng chảo đá tới, đổ đầy dầu cỏ, châm lửa đun không lâu sau chảo dầu sôi sùng sục đa san múc từng gáo dầu nóng dội xuống đầu người lính dầu nóng chảy trên da thịt xèo xèo mùi cháy khét bốc lên nghi ngút theo những làn khói trắng sau khi đã tưới đẫm dầu cỏ đa san vẫy tay mấy thanh niên lập tức xúm lại quấn vải bông vào người lính rồi châm lửa đốt nháy mắt người lính đã cháy bùng như một ngọn đuốc khổng lồ giữa vòng vây của dân làng mô ca đúng từ xa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng rú lên rồi ngất lịm. Nam Kahi mở mắt, Moca nhìn thấy Batu ngồi trước cửa sổ cầm bát nước nóng, dịu dàng hỏi, "Em tỉnh rồi à?" Moca dụi mắt, sực nhớ đến cảnh tượng tàn nhẫn xảy ra trên quảng trường, lại kêu lên thảm thiết, co rúm người lại, sợ sệt nhìn Batu. "Hắn là người Nguyệt Chi, hắn là kẻ thù của chúng ta, hắn đáng bị trừng phạt như vậy." Batu lạnh lùng nói chúng đối xử với chúng ta còn tàn nhẫn hơn nhiều. Nhưng anh, anh ta sắp chết rồi kia mà. Moka bỗng cảm thấy Ba Tu thật xa lạ, nhìn bát nước nóng trên tay anh, cô chỉ sợ nó sẽ rội xuống đầu mình giống như hình phạt tàn khốc dành cho người lính Nguyệt Chi. Cho dù là có chết rồi cũng không thể tha thứ, cũng phải xé xác hắn ra cho giỏi bỏ ăn. Ba Tu đặt bát xuống, em đã quên tai họa mà người Nguyệt Chi gây ra cho chúng ta rồi sao? Moka không nói gì, quay mặt đi. Bà Tù đưa tay gãi mặt, vết gãi rớm máu, em hôn mê cả ngày trời. Anh ở bên chăm sóc em không bước ra khỏi nhà một bước, giờ thấy ngứa ngáy khó chịu quá, anh đi rửa mặt đây. Bà Tù đứng dậy ra khỏi nhà, bước chân có vẻ loạn choạng, xương khớp kêu lạo xạo. Chiếc mũi thính của Moka chợt người thấy mùi da thịt thối rữa. Căn nhà gỗ ẩm ướt ngột ngạt, cô thấy toàn thân ớn lạnh, liền quấn chặt chăn, toàn thân run rẩy. Trên người Ba tô có thứ mùi giống y như của người lính Nguyệt Chi. Mô lại nhớ đến thân hình máu mủ của tên lính Nguyệt Chi mà bàng hoàng kinh sợ. Không biết bao lâu sau, Mô Ca gượng bước xuống giường. Cơn hôn mê kéo dài khiến cô hơi choáng váng. Cô vịn tường chậm chậm bước ra khỏi ngôi nhà. Một đám mây đen từ dãy núi đằng xa bay tới che khuất môi làng, bầu không khí trở nên âm u lạnh lẽo. Một tiếng sấm nổ rền chớp lóe xé tan đám mây, ánh đỏ nhằng nhịt khắp trời tựa như máu bắn. Mưa lộp độp rơi, hạt mưa nặng trĩu dày đặc. Dân làng vội chạy vào nhà chú, nước mưa ướt đẫm mái tóc mô cô đi lưỡng thững trong làng, nước mắt giàn rủa. Ở giữa quảng trường, cây xác cháy đen của tên lính Nguyệt Chi vẫn nằm đó. Mô đi tới trước cây xác khủng khiếp, rồi đột nhiên bật khóc thảm thiết. Cô ngửi thấy khắp ngôi làng sặc sụa thứ mùi chết chóc, giống hệt cái mùi trên người tên lính Nguyệt Chi. Trời vẫn mưa tầm tã, không một ai nhìn thấy Moka đang chảy chật kéo cái xác cháy đen ra khỏi cổng làng rồi mất hút. Nước mưa tuôn xối xả xuống ngôi làng, xóa sạch mọi tội ác. 6. Bê A Tu nằm trên giường, khắp người ngứa ngáy khó chịu, vật vã mãi mà không tài nào ngủ được. Anh biết cơ thể mình đã thay đổi, ngày nào tỉnh dậy cũng thấy trên gối dính đầy máu và mù khi thay quần áo thấy vết ban đỏ nổi khắp người khẽ chạm vào là lại một mảng da lở loét chóc da bám lên đầu ngón tay anh trốn trong nhà đã năm ngày trời không dám nói với bất kỳ ai vì sợ sẽ bị dân làng coi là ác quỷ rồi đem thiêu chết anh định nói với Moka để nhờ cô chữa giúp nhưng ánh mắt cô nhìn anh không còn chút nồng nhiệt của tình yêu vẻ lạnh lùng của Moka khiến anh sợ hãi anh tuyệt vọng giơ tay lên nhìn, các khớp ở ngón tay sưng to khiến da căng như muốn nứt toác. Cứ như thế nở khéo mình chết giữa trong nhà mất. Anh dứt khoát phải đến nhờ Moka chữa giúp. Bà Tu bước xuống giường, hai đầu gối cứng đờ, toàn thân đau nhức. Anh thở hổn hển, không biết mình có thể tới được nhà Moka hay không. Anh lấy cây cuốc chim làm gậy trống. Khi đi qua quảng trường, anh thậm chí không dám nhìn sang cây cọc gỗ trơ trọi mấy hôm trước sau cơn mưa xác của tên lính nguyệt chi đã biến mất chẳng lẽ hắn đã biến thành ác quỳ đường làng vắng tanh không một bóng người nhìn những căn nhà đóng im ỉm anh bỗng thấy sợ hãi không biết người làng có còn trong nhà không chỉ một chặng đường ngắn ngủi mà ba tu đi mất nửa buổi sáng mô ca không có nhà vườn thuốc có vẻ từ lâu không có người chăm sóc cỏ dại tốt ôm um. mô không bao giờ để cỏ dại mọc trong vườn chẳng lẽ chỉ vì chuyện của tên lính nguyệt chi mà cô đã bỏ làng đi rồi ba tu cố mở găng mắt nhưng mắt anh cứ mỏ đi những cái bóng màu đen bay qua bay lại cuối cùng anh đứng không vững nữa ngã vật xuống đất từ phía xa có một người đi tới dáng lom khom nghiêng ngả ba tu có biết mô ở đâu không người kia lại gần ba tu cố mở mắt nhìn nhận ra ông đa san anh lắc đầu ho sặc sủa cổ học đau rát, nứt toạc, máu mủ bắn tóe ra ngoài. Cả dân làng đều đã bị nguyền rùa, đa san cởi áo. Trên cơ thể già nua teo tóp nổi đầy những mảng đỏ hình con rơi, trông hệt như mặt quỷ. Từ đằng xa có tiếng than khóc vẳng lại, dân làng dắt díu nhau đông nghịt kéo tới nhà mô Ai nấy mặt mũi nhợt nhạt, ánh mắt thất thần, mùi hôi thối phả ra nồng nặc trên những cơ thể lờ loét. Thì thoảng lại có mấy người ngã gục xuống hồn ma của người Nguyệt Chi đã tìm tới đây, chúng ta sẽ chết hết. đa sạch chỉ vào ngôi nhà gỗ của Moka. Có người nhìn thấy Moka lôi cái xác vào bãi Tha Ma, sau đó quay về thu dọn đồ đạc bỏ đi rồi. Chắc con bé đã biết bí mật đó nên đã nguyền rủa chúng ta. Phải giết chết nó, chúng ta mới sống được. Dân làng lờ đờ, thất thần tựa như mớ xác sống, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Bảy ca phở phạc trở về làng. Cô quên mất đã bao lâu rồi mình không ngủ, nhưng trong đôi mắt đỏ hoe vẫn bùng lên vẻ phấn chấn. Trong làng trống trơn, điều này khiến cô ngạc nhiên. Hơn một tháng nay cô luôn khắc khoải muốn trở về làng, nhưng chưa hoàn thành việc đó, cô không thể trở về. Không biết đã muộn chưa? Trong lòng Moka có linh cảm chẳng lành. Cửa nhà nào cũng mở toang nhưng bên trong không có ai cả. Cô rảo bước về nhà mùi chết chóc mỗi lúc một thêm nồng nặc mô ca vô cùng lo sợ cô đi vòng qua hai ngôi nhà gỗ nhìn thấy dân làng nằm ngồi ngả ngớn trước cửa nhà cô không ai còn giống con người máu mù đọng lại thành vũng dưới chân rồi nhặng vù vù hàng đàn có người mặt đã biến dạng trông như sư tử nằm thoi thóp trong vũng ngủ mắt trợn xám ngoét thi thoảng còn chóp chóp chứng tỏ chưa chết hẳn mô ca thầm trách mình đã về quá muộn từ khi phát hiện dân làng bị tên lính người nguyệt chi truyền nhiễm căn bệnh khủng khiếp cô đã kéo cái xác của tên lính ra bãi tha ma xem xét kỹ lưỡng sau đó đi khắp nơi để tìm kiếm phương thuốc cứu chữa ba tu ba tu tìm cô thắt lại đứng trước sự mất mát khủng khiếp cô đã tha thứ cho người yêu cô chỉ lo sợ ba tu không đợi được cô về mà đã chết từ lâu trong đám đông thò ra một cánh tay teo tóp Moka, ca anh ở đây Mô ca như chết đuối vớ được cọc, vội vã chạy lại. Nhưng đó không còn là một ba tu khôi ngô cường tráng nữa. Toàn thân anh nổi đầy mụn cơm, xù xì như da cóc. Mô ca nước mắt giàn rủa, cô bất chấp máu ngủ bẩn thỉu, ôm chầm lấy ba tu, em đã có cách rồi. Em có thể, chưa nói dứt lời, cô bỗng thấy trước ngực lạnh ngắt. cúi đầu nhìn xuống, một con dao găm sắc nhọn đã đâm thẳng vào trái tim cô. Cô là con cháu của người Nguyệt Chi. Chính cô đã nguyền rủa chúng tôi. Cô phải chết đi. Chúng tôi mối có thế sống tiếp. Ba Tu gượng thều thào. Ông Da San đã nói cho tôi biết. Cha cô là thần y của quân Nguyệt Chi. Vì trốn tránh chiến tranh nên mới tìm tới đây. Khi đó dân làng mắc bệnh rất nhiều. Cần có thầy thuốc để chữa bệnh. Nên ông Da San đã giữ bí mật này giúp ông ta. Đến khi Kirin gặp ma ngoài bãi Tha Ma. Phải dùng người sống để thế mạng. Lúc đó, bệnh của dân làng đều đã được chữa khỏi, không cần đến thầy thuốc nữa, cho nên lão già dị tộc ấy được chọn làm vật tế sống. Nhưng trước khi chết, lão ta đã đưa ra một điều kiện, đó là dân làng phải coi cô như người cùng chủng tộc mà nuôi dưỡng cô nên người. Trái tim Moca đau đớn, giọng Ba Tu thoát xa thoát gần, cô vẫn gắng gượng lắng nghe cho rõ, anh nói gì? Bí mật này cả làng đều biết, chỉ có cô là không biết. Giờ thì chắc cô đã biết rồi nên mới nguyền rủa chúng tôi. Mà cho dù cô không biết thì cô cũng phải trở thành vật tế để phá bỏ lời nguyền. Hóa ra, hóa ra mọi người đều lừa dối tôi. Khóe miệng Moka dì ra một vệt máu tươi. Chúng tôi không lừa cô, chúng tôi chỉ không nói cho cô biết thôi. Batu cầm chuôi dao rút phát ra. Máu phun ra thành vòi, bắn tung tóe lên thân người đầy máu mủ của Batu. Nhưng anh nói anh yêu em kia mà moka tuyệt vọng ngã gục xuống người ba tu nhưng vẫn cố thì thào vào tay anh đi về phía bắc một ngày một đêm sẽ đến một khu rừng khu rừng đó sẽ chữa khỏi căn bệnh của mọi người bệnh của chúng tôi không phải là bệnh mà là do lời nguyền của bọn người dị tộc gây ra yêu ư tôi chỉ thương hại cô thôi moka nằm chết giữa đám đông lở loét bẩn thỉu vẫn xinh đẹp rạng rỡ khóe miệng cô vẫn mỉm một nụ cười Bàn tay của cô từ từ xòe mở, từ trong nắm tay lăn ra một quả cây to như quả ô liu. Vừa dính phải mủ, hạt cây lập tức bén rễ, đâm sâu xuống đất, chẳng mấy chốc đã mọc thành một cây con. Cây con lớn nhanh như thổi, thoát cái trở thành cây cao một người ôm. Dân làng kinh ngạc trợn mắt nhìn, bỗng thấy từ trên cây thỏ ra vô số dây leo cuốn chặt lấy họ. Không biết bao nhiêu ngày sau, khi dân làng theo nhau bò ra khỏi đám dây leo họ phát hiện ra mình đã khỏi bệnh cả ngôi làng chìm nghỉm trong một rừng cây tương tự lời nguyền đã được giải trừ bà tu sung sướng reo lên tiếng reo vang vẳng khắp khu rừng rậm dân làng cũng hò reo vui vẻ không một ai còn nhớ đến người con gái xinh đẹp đã bỏ mạng tại đây moka từ trong rừng bỗng vọng lại tiếng chim kêu là lạ rồi một con chim toàn thân xanh biếc trên đỉnh đầu ngạo nghễ màu lông vàng rực như nắng bay vụt ra lao thẳng vào ngực ba tu như một ánh chóp á à, ba tu rú lên thảm thiết trước ngực thùng một lỗ toang hoác to bằng nắm tay con chim tha theo quả tim người vẫn đang co bóp bay vụt đi ba tu loạng choạng nhưng vẫn chưa chết hẳn bàn tay chới với vươn về phía con chim rồi như hiểu ra điều gì anh bật cười Moka, anh hiểu rồi nếu anh còn lừa em nữa anh sẽ moi tim ra cho em xem phải không Nhật ký của Nguyệt Bính chỉ viết tới đây. Tôi chậm chạp gấp cuốn số lại, ngồi lặng đi một lúc cho tâm tư bình lắng lại. Cho đến tận hoàng hôn, Nguyệt Bính mới trở về phòng. Tôi vẫn nằm bất động trên giường, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Có vẻ Nguyệt Bính cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, bèn rút cọng lông vũ màu xanh cánh trả ra khỏi cuốn sổ, vuốt khẽ, tộc trưởng của tộc người Agori chỉ kể đến đây, rồi ra hiệu cho tao đi. Tao cũng không hỏi thêm, vì có rất nhiều chuyện, biết càng nhiều chỉ càng khiến người ta thêm đau buồn. Tôi chỉ gật đầu. Trước khi ra đi, tao phát giác ra, trước ngực trái của tộc trưởng có một vết sẹo to bằng nắm đấm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.